Ngoài Chúa ra, chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Thế gian này, tất cả chỉ là phù du. Cuộc đời chúng con như bông hoa, lúc nở rực rỡ, rồi cũng đến lúc héo tàn. Sao con cứ mãi mê nuông chiều, chạy theo cõi đời phù du? Chỉ có Chúa mới thật sự là vĩnh hằng. Chỉ có Chúa mới là cùng đích của nguồn hạnh phúc. Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cuộc đời trong qua, sáng tác của nhạc sĩ Viễn Sứ, do chính tác giả và nữ ca sĩ Kim Thúy trình bày sau đây. Hãy subscribe.
gian, bao hiểm nguy giăng mong trên người.